Những lưu ý để đảm bảo an toàn khi đi du lịch nước ngoài. Đi du lịch nước ngoài là lựa chọn của rất nhiều người trong kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân hay gia đình khi đến một quốc gia khác, các du khách cần lưu ý những điều sau. 1. Nên mua bảo hiểm du lịch trước chuyến đi. Rất nhiều người nghĩ đi có vài ngày thì cần gì phải mua bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu có gì không may mắn xảy ra, chi phí y tế, cứu thương ở nước ngoài rất cao. Lúc đó bạn không mang đủ tiền mặt trong người thì sẽ rất khó khăn trong việc chi trả. Ngoài ra, bạn trễ chuyến bay, thất lạc hành lý, bị mất cắp, bảo hiểm cũng sẽ chi trả đầy đủ. 2. Chuẩn bị lịch trình và thông tin điểm đến thật kỹ càng. Nếu bạn tự đi du lịch mà không có các công ty tour lo, thì trước khi đi tới một quốc gia, bạn nên có lịch trình cụ thể, chi tiết ngày nào đi đâu và làm gì, và những thông tin cơ bản về lịch sử văn hóa của địa điểm đến để tránh tình trạng đến nơi nhưng không hiểu gì. Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị trước các số hotline, số của cảnh sát, số cứu hộ nơi mình đến và số hotline hỗ trợ người Việt ở nước ngoài, số hotline của bảo hiểm. 3. Sao lưu giấy tờ quan trọng. Trước khi lên đường, bạn nên scan và photo các loại giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, visa, bằng lái xe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm SOS. Trong trường hợp bạn mất giấy tờ tùy thân, bạn có thể dùng bản lưu trữ để trình báo cảnh sát, xác định thân nhân, xác nhận nhập cảnh hoặc làm lại hộ chiếu. 4. Thông tin liên lạc. Trong khi đi chơi, luôn thông báo cho người thân và bạn bè biết mình định đi đâu vào thời gian nào. Nếu bạn tới những nơi hoang dã, ít du khách và dịch vụ thì nên thông báo cho chủ khách sạn thời gian bạn dự định quay về, thông tin công ty du lịch mà bạn mua tour hoặc người dẫn đường là ai. 5. Bảo quản tiền bạc. Không nên mang theo toàn bộ tiền mặt dùng trong chuyến đi, thay vào đó bạn hãy mang theo thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ ATM và tiền mặt, cũng chia ra cất nhiều nơi, cất trong người, cất trong ba lô. 6. Đảm bảo an toàn ở khách sạn và ngoài đường. Ở khách sạn bạn hãy đảm bảo vali của mình có ổ khóa, các vật dụng quan trọng mang theo bên mình khi đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài bạn nên ăn mặc lịch sự kín đáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục địa phương, hạn chế tối đa để lộ thông tin mình đang ở đâu, cùng với ai, sắp tới sẽ đi đâu, tránh bị say xỉn khi đi du lịch một mình để đảm bảo an toàn cho bản thân.